Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 200.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 200.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm, tất cả đều an toàn tuyệt đối. 4 quận, 5, 11, Phú Nhuận và huyện Cần Giờ đã phủ kiến vaccine với người trên 18 tuổi. Sáng ngày 16 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine chỉ còn một lượng nhỏ ở các bệnh viện để tiêm cho đối tượng đang điều trị. Thành phố Hồ Chí Minh có hai đợt nhận vaccine Verocell của Sinopharm, mỗi đợt 1 triệu liều. Đợt thứ nhất vào ngày 31 tháng 7 đã kiểm định xong, đang triển khai tiêm ở các quận huyện. Đợt thứ hai mới về thành phố Hồ Chí Minh và đang được Bộ Y tế kiểm định. Theo ông Đức, tính đến 16 tháng 8 thì thành phố đã tiêm hơn 200.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm, tất cả đều an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên trong 3 ngày qua thì nhiều đơn vị, quận huyện và thành phố Thủ Đức đã cho các đội tiêm chủng nghỉ ngơi sau chiến dịch kéo dài hơn 3 tuần. Có 4 quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh gồm Cần Giờ, quận 5, quận 11 và Phú Nhuận đã phủ kiến vắc xin với các đối tượng trên 18 tuổi và các địa phương này sẽ giả soát đối tượng chưa tiêm mũi 1 sau đó sẽ chờ tiêm mũi 2. Các quận huyện còn lại đang tổ chức tiêm vaccine và chủ động đến từng nhà, từng khu, tạo điều kiện cho người dân không có điều kiện đi đến điểm tiêm để được tiêm. Ông Đức cho rằng việc tiêm vaccine là rất cần thiết để người dân có sự bảo vệ. Vaccine tốt nhất là vaccine có trước và phải cố gắng tiêm phủ cho người dân thành phố. Bất kỳ loại vaccine nào cũng cần thời gian mới có tác dụng. Tiêm càng sớm, thời gian có tác dụng càng sớm, ông Đức nói. Theo ông, sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên cho các đối tượng gặp nguy cơ cao nếu không được tiêm vaccine. Đó là người lớn tuổi, có bệnh nền. Các quận huyện, thành phố đều lên kế hoạch chủ động đến từng nhà, từng khu để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vaccine, ông Đức yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đợt tiêm vaccine từ ngày 22 tháng 7, có ngày đạt trên 318.000 liều vaccine. Qua 20 đợt phân bổ của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 4,4 triệu liều vaccine, trong đó có 3,6 triệu liều vaccine AstraZeneca, 19.000 liều Verocell, 55.000 liều Pfizer và 571.000 liều Moderna.